Thì hôm nay có cái máy iPhone 12 Pro Max khách gửi về lên đời, cái máy này ngày trước khách mua nó là hàng new chưa kích hoạt nha. Hôm nay gửi về lên đời cái iPhone 15 Pro Max, khách mua thì chưa được 20 ngày. Đây, chuẩn email nhá. Khách mua chưa được 20 ngày, cái máy này đã được chuẩn bị full combo giáp nhá. Đây, dán PPF này, dán không sót một chỗ nào nhá. Dán PPF, dán kính cam nhá. Đây, dán kính cam nhá. Đó, dán kính cam, dán PPF nhưng thế này thôi là chưa đủ Khi khách gửi về đấy Còn gửi thêm một cái ốp Rất là cute nhá Cực kỳ cute luôn Mà khách này là khách nam nhá Gửi cái ốp cực cute Không những thế Ông ấy còn gửi cho tôi thêm là 10.000 tỷ Zimbabwe nhá Đây Ông gửi về cho tôi 10.000 tỷ Zimbabwe Còn gửi đến là cái ảnh chụp ba Utun Mà cái cây máy này ông mua chưa được 20 ngày Ông không biết ông gửi những cái này để làm gì Ông gửi cả ảnh ba Utun in màu ở nói nhá Ông này chắc chắn một điều tí nữa rồi nói nhá Ông này đấy là mua máy này không phải mua cho ông đấy Máy không những chuẩn bị full combo giáp Mà ông ấy còn chuẩn bị full combo công luôn nhá Có hộp luôn nhá Hộp này là hộp, hộp này là hộp Ông ấy tự làm ra nhá Hộp này, seri này chuẩn seri mây này đây là ông tự ông ấy bắn vào nha đây hộp seri mây chuẩn luôn nha ông ấy không những thế ông ấy còn mua luôn cả siêu rắn màn nhá chắc chắn một điều ông này là mua về để đưa cho vợ kiểu xin vợ 50 mua 40 là còn 10 đút túi kiểu gì thì kiểu tôi đoán luôn ra đấy là con máy này là mua cho vợ tại ông này là đàn ông ông này là đàn ông không ai đàn ông đi dùng một cái ốp cute te như thế kia cả cái máy này gửi về để lên đời cái iPhone 15 Pro Max đây ảnh lên đời đây máy đây dán cả ppf dán cả kính cam dán cả siêu màn đóng hộp vào mang cái máy như thế này đưa cho vợ em ơi anh vừa mua cái máy mới 50 em đưa anh 50 còn 10 đút túi đi nhậu bia thoải mái ngay máy gửi về lên đời cho tôi mà còn nguyên siêu luôn nhá tôi nhận máy mới bóc siêu ra đây máy đây nguyên siêu hộp nguyên siêu hộp thế nên là cứ bảo đấy là ừ, các cửa hàng bây giờ nó cứ mua máy về nó đóng siêu xong nó bán cho người tiêu dùng đấy người tiêu dùng mua cho vợ đây cũng cũng mua máy nó về đóng siêu lại đây ôi này, em gửi anh nhưng mà thôi cảm ơn nhá rất cảm ơn combo full công full giáp 12 pro max 128 mươi hai năm sáu thì đang hết tự nhiên có cái máy này cái tính ca người tôi nói thật tình ca người mà lại được combo như thế này nói thật là cực kỳ thích anh em cứ thế mà phát huy <laughs> thế nhá